Vâng, xin chào các bác. Em tiếp tục về được một cặp loa hàng xịn nữa nhé. Đấy, em quay lên luôn cho các bác này. Con này thì đến từ thương hiệu của dòng Pala. Đấy, có mã là 1744. Series của nó đây. TL9 IA06037. Con này thì chắc là do quá trình thời gian thì cái màu bên này nó hơi nhạt hơn bên này. Thì các bác nào nếu mà thích kiểu nó đậm nhẹ thì bây giờ mình có thể là xử lý tí sơn đen vào. Đấy, còn không thì em nghĩ chả cần đâu. Thành vách của nó còn rất là tốt nhá. Đây, các bác nhìn này, thành vách còn rất là nguyên bản luôn. Đấy, mọi thứ còn rất là hoang sơ. Đấy, dây loa em cũng chưa kịp cởi ra này, thì tí em sẽ bỏ ra mở tí nhạc để có nghe thử luôn. Đây, bát đây, mang giấy, gân số mút tiếng oánh thì cực ấm rồi. Tép của nó được bao bọc bởi một lớp căng kim loại này, phun sơn tĩnh điện đàng hoàng. Ê căng ở con dưới đây nhá, đây, ê căng ở bát đây nhá, hai trước này, không rách không rớt gì. Còn bụi thì cái này em nói luôn là hàng bãi thì bụi nó không tránh được đâu các bác nhá. Đấy, về thì các bác có thể là giặt qua cho em tí nhá. Căng này thì có giặt thoải mái, riêng cái gì chứ căng này thì giặt thoải mái luôn. Thiết kế của những dòng Pala này thì nó thiết kế theo hơi hướng gọi là hiện đại và thể thao. Đấy, các bác có thể nhìn này, hình thức nó rất là hầm hố nhá. Đấy, tất cả các góc cạnh đều có sự lồi lõm rồi, nó kiểu là cái hình thù. Đấy, nó sẽ tạo cái điểm nhấn nhìn cho con loa nó khỏe khoắn và mang cái gì đó nó thể thao, nhìn rất là ngầu. Đây là một dòng loa chung hay còn gọi là dòng loa bookshelf. Đấy, để phục vụ cho những bác nào mà có công suất rồi thì về cứ về ghép xong này vào là xong. Với những chất của Pala này thì cái chất âm của nó nhá, bát tép đánh nó rất là quệ. Đấy, tiếng bát tép đánh rất là quệ. Khi các bác nghe nó sẽ tạo ra một cái hòa âm phối khí rất là tốt. Đấy, hiệu ứng rất là hay cho người dùng trải nghiệm. Cặp này thì giá của nó là 880.000 các bác nhá, giá là 880.000. Đấy. Này, hình thức còn rất là ok, quá rẻ luôn ạ. Và với những sản phẩm này thì có mua nó, em nghĩ là nó vừa tầm, là thứ nhất về tầm giá nó vừa tầm, thứ hai là chất âm thì khỏi phải bàn rồi. Những cái dòng loa luôn đấy, những cái dòng loa vi tính hay cái dòng loa vớ vẩn thông thường thì không có cửa so sánh với cái dòng này các bác nhá. Bởi vì đây là hàng sử dụng nội địa của Nhật, tức là hàng họ sử dụng trong nước, thế nên là cái chất râm rồi mọi thông số kỹ thuật họ được tính toán rất là cẩn thận, rất là chi tiết. Đấy, thì sau đây em sẽ ghép và em mở nhạc các bác nghe thử luôn. À đây, về kích thước thì em sẽ đo luôn này. Loa ở đây là rộng là 21 này, cao là 22.5 này. Đấy, và sâu của nó đạt tới là 22. Đấy, em xin lỗi, cao con này là 32 chứ. Cao 32.5, sâu là 22. Còn rộng là 21, đấy, 20.5. Đấy, thì đấy là về kích thước. Còn sau đây về chất âm em sẽ test các bác nghe thử luôn. Thì mọi thông tin liên hệ đặt hàng cứ gọi trực tiếp qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 các bác nhé. Xuân với bạn câu cười, ngày còn em bên tôi trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên ngôi, tiếng đẹp lời em đôi môi, có gì đẹp hơn em ơi. Ngày còn em bên còn mơ với mộng trong đời, ngày còn em bên tôi
soi bước tôi về tôi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi, gió lộng chiều du chơi vơi, ước mộng tìm phút mê. Mãi mãi xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ xưa. Để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngập lòng. Để rồi em xa tôi, nghe mùa đông tuyết răng ngập lối. Lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thỏa ban đầu. Nghe thử cái chất bass, chất tép của cái dòng Panasonic này. Đấy, với mức giá có bao nhiêu ạ? Vâng, có 890.000. Đấy thì anh và bác là chốt cái cặp này thì alo lại ngay cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0919 891682 nhá. Đấy, so với mặt bằng chung hàng bãi thì cặp này em thấy còn rất là mới nhá. Vâng, xin chào các bác.